Xin chào anh em, hôm nay sẽ quay lại một số cây thành phẩm anh em ha, mà chuẩn bị lên chậu á, vừa cắt tỉa xong rồi quay chia sẻ cho anh em mình cùng xem bôi. Bên cạnh đó sẽ chia sẻ về thêm một kỹ thuật về mai chú thủy nữa, là cái lá nó bị đột biến anh em, hay mai gọi là đột biến á, hay gọi là nó bị trắng rồi nó vàng vàng, mà cái gân lá thì màu xanh á, khi mà đem ra nắng tại sao nó cháy lon lỗ ở những cái lá mai chú thủy ha. Qua phố thì thích mai chú thủy dòng trung nô anh em ha, với lá lớn. Lá lớn thì nó có nhiều dòng, anh em thì thích cái dòng lá lớn da đen, mình thì cứ đẹp thì mình thích à. Cái cây này là trung nô nè, siêu mini nha, xong nè, mới cắt tỉa xong anh em ha. Nó còn làm một số chỗ nữa, lên chậu cũng được anh em ha, lên chậu cũng được, nhưng mà thôi để cho nó thêm thời gian nó đi. Đó, cao khoảng tính tự rễ luôn 2 lóng tay anh em ha. Mới cắt tỉa xong rồi nhìn thấy nó thích quá, quay lại chia sẻ với anh em. Dòng trung nu thì nó mạnh lắm anh em ha, anh em nào phía Bắc thì chơi dòng này với lá lớn da đen anh em, cũng có chia sẻ anh em rồi ha. Cây này thì chưa cắt tỉa anh em, cũng siêu mini, mình thì thích dòng này với mini anh em ha, siêu mini. Cây này xong lưới trái nè, cũng xong hết rồi, chỉ chờ cái chậu thôi, chờ tháng sau là mua chậu về lên nè. Đang tìm chậu. Sâm núi thì có anh em gọi là sâm xù á, người gọi nu, thôi mình thấy nó anh em muốn gọi gì gọi ha. Xong hết rồi, cây này xong hết rồi. Cây này thì đang tạo tác nè. Cây này thì còn cái ngọn nữa nè, cũng ngay cây siêu mini, dòng trung nu anh em ha. Dòng trung nu thì dòng này nồi đồng có đá rồi. Siêu mini, cây này cũng cơ bản xong hết rồi. Khi mà làm phôi á anh em, nếu mà làm cái phôi sạc luôn cái rễ nó thì khi lên chậu nó dễ, khỏi cần phải rút rễ giống như trải qua giai đoạn mấy lần trước mình chia sẻ ha. Cây này nhìn thương lắm nè, trung nu đó, nó khoảng lóng mấy tay cứ nhỏ chơi nó cực nhưng mà vui nè. Cây này cũng gần xong rồi nè, đó cũng vậy luôn, siêu mini, mới cắt tỉa xong, nhìn cây nó thoáng ra thì mới quay cho anh em xem được, chứ còn lúc nó bùm sầm thì quay cũng đâu thấy gì. Có nhiều anh em cũng nhờ quay cái dàn phôi để cho anh em tạo động lực nó khi mà nó tùm thì khó có thấy được. Cái này thì giao lưu rồi anh em ha, cái này mini, cái này anh bạn gần nhà anh lại anh lựa rồi nuôi dẫn luôn tới giờ luôn và thu lại anh không chịu, nên để anh chơi siêu mini lá lớn như nè ha, lá lớn. Giờ cây này nó chưa tỉa xong, chưa tỉa cho nên là cũng quay không thấy rõ nữa. Cây này thì mini, cây này gò công. Chọn cái phôi á, cái phôi ban đầu nó rất là quan trọng anh em ha. Vì khi mà mình chọn cái phôi nó đẹp á, đẹp là theo ý mình anh em ha, thì mình sẽ dễ làm cây đẹp hơn. Chứ còn cây giống như đầu vào nữa, nó chất lượng thì đầu ra nó sẽ ngon ha anh em, kiểu vậy. Chứ còn mình chọn cái phôi nó chưa đẹp, mình phải tạo cho cái phôi đẹp, mất thời gian dữ lắm. Phải gấp đôi những cái phôi đẹp anh em ha. Phôi đẹp thì nó có giá của phôi đẹp. Cây này là cây sâm hương được biết anh em ha. Một thời cũng rần rì từ đất nè, cộng vậy cái họ dâm họ bán có giá cũng cao lắm, nhưng mà nó làm thành phẩm hơi cực anh em ha. Cái này thì mình đang rút cái rễ xong hết rồi, rút gọn rễ lại cái lên chậu. Cái này kim giòn vậy nè ha, kim giòn còn cái ngọn nữa nó xíu nó chưa tỉa nên nhìn không thấy, thấy không, chưa tỉa nhìn không rõ. Này trung nu nữa nè, này nó cũng mình đang rút cái đế chuẩn bị lên chậu. Mình sẽ quay những cái cây mà chuẩn bị lên chậu cho anh em xem ha. Mới vừa tỉa xong anh em thấy nhìn thấy sướng quá à, chi vui của anh em. Cây cái bên kim giòn, giòn nó lùng lóng tay nè
làm mấy cây lùng lùng á, mấy anh em cứ kêu làm mấy cây lùng lùng nhìn cho đã, làm cực quá trời nè. Cái này nó con lóng tai kim giòn, cái này cũng kim giòn cái này nè. Cái này còn lại cái tay thứ ba và cái tay thứ tư dưới ngọn đó, kim giòn luôn. Kim giòn chơi á, cái lá nó càng chơi cái lá nó càng nhỏ, nó nhuyễn lắm nè, nhỏ giống như lá tứ vậy đó. Nhưng mà kim giòn anh em chơi chú ý nó nhẹ phân lắm ha, nhẹ phân và nó nhát nước. Anh em mà tưới nước nhiều á, với đi phân nó giống như trung nu á, là nó kém mất triển, từ từ nó chết luôn anh em ha. Kém mất triển, nó bỏ xương chi dâm nó chết luôn á. Khi làm được 70-80% á, cái đầu phải rút đế từ từ luôn, đặng vừa hoàn thiện tay cành, vừa hoàn thiện luôn cái cây luôn anh em, rồi ép chậu chơi luôn. Xâm nối, những cây sâm nối yêu thích của mình cơ bản nó xong hết rồi đó. Rồi rút đế đó, rồi ghi ngày vô anh em ha, nó khoảng 3 tháng cho chắc ăn. Thằng sâm nối nó hơi khó hơn mấy anh kia một chút, cũng siêu mini luôn anh em ha, siêu mini. Cây trong kia thì mini, cây đó chưa rút đế, cây này cũng siêu mini đó nè, rút đế xong rồi nè. Cây này cây tật lắc đẹp lắm nè, bài bản ngon lắm. Cái này tại vì nó cho không có góc quay để thấp xuống nhìn nó mới đẹp nè, nó nè đó, mới cắt tỉa xong cái nó mới thoáng nhìn quay mới được nè. Cái này cũng vậy, thằng này thì cũng siêu mi lỡ nè ha, siêu mi lỡ hoành to lắm. Mấy cái này thời gian nữa mình lên chậu hết. Sâm núi thì chơi anh em mình đã biết rồi ha, chơi càng chơi càng thích. Cái này rút cái chậu lâu, rễ lâu lắm rồi nè, mà hôm đó mình cắt nhiều quá nè. Ngày 16 tháng 11 mà mình chưa, tới nay chưa lên chậu được, tại nên mình thử, mau ra mình thử á, là cái dạng rễ của nó chưa có được nhiều hung nè ha. Cây này thì nó mini, hoành nó to lắm, nó nu nhìn đã anh em ha, lùng lực. Nên là lỡ mà mình làm sớm quá anh em ha, nó chưa có đủ rễ cám á, nó chết uổng chứ gì. Nuôi tới giai đoạn này anh em thấy không nè, tới giai đoạn này mà nó chết thì tiếc quá ha. Chứ ai cũng phải chết cây anh em ha, nghệ nhân ha, là gừng nhân vàng nhân gì cũng phải ẩu ẩu là nó đứt liền ha. Cái này cũng lực, lùng lực hết thôi nè. Siêu mini nhưng mà hoành nó to. Anh em nhìn đã chưa? Nên chọn cái phôi mà nó đẹp, rồi anh em xây dựng cái cây thành phẩm nó nhanh đẹp hơn anh em ha. Ví dụ như mình chọn cái phôi thường thì mình sẽ làm một thời gian nó cái phôi nó mới đẹp lại. Cái phôi đẹp lại thì cái mình làm thêm bộ tay cành nó thì nó gấp đôi người ta ha, gấp đôi người ta. Đó. Cái này cũng rút rễ xong nè, ngày 24 tháng 12 nè. Đó, ngày 23 chuẩn bị. Cây này cũng vậy nè, cây này cũng siêu mini lỡ lỡ nè ha. Mới tỉa xong ra nhìn đã quá anh em. Rồi tháo dây luôn, cái chỗ nào phiết dây tháo, còn chỗ nào mà nó trên bên nó nằm không đúng chỗ á thì vô dây tiếp, đè lại dặn lại. Mấy này ghế sắp không nè ha, ghế sắp không. Nhưng mà thằng sâm núi nó khó sắp hơn các dòng cây khác, cho nên là rễ nó sắp mà nhìn cũng tự tựa như tự nhiên anh em ha. Ít có cây nào mà rễ sắp nó đều ren lắm. Cây này cũng vậy nè. Lùng lực, anh em nhìn nè. Mình phái mấy cây lùng lùng vậy. Xong hết rồi, chỉ chờ ngày nó lên chậu thôi. Cái này cũng vậy nè, cái này cũng xong hết nè. Cái này thì xử lý cái rễ nó ngay từ đầu á, cho nên mình không cần phải gom cái đế nó lại, không cần phải gom ha. Thì có hai cách á, một là chúng ta trồng luôn lúc mua cái phôi về anh em ha, có chia sẻ hết rồi. Hai là chúng ta phải xử lý cái đế cho nó gọn lại, rồi trồng luôn sau này nó dễ vô chậu hơn.
nhưng mà xử lý gạo, xử lý cái rễ nó gọn thì cây nó hao nhiều lắm anh em ha, nên anh em cẩn thận chỗ đó. Phần thứ hai trong clip mình muốn nói với anh em là cái này nè anh em ha. Khi mà anh em thay đất á, như cây này nè, khi nó bị vàng lá vậy á, mà cái gân lá này ha, cái gân lá cái nó này còn xanh nè anh em thấy không, để ý nè đó, cái lá là vàng có khi trắng ha, mà cái gân lá nó còn xanh nè anh em thấy chưa đó. Khi mà anh em thay đất á, như này thay đất nó sẽ hết, nó một lần nó chưa hết thì anh em thay đất nó thêm lần nữa, như cây này nó sẽ hết một số chỗ, còn một số chỗ thì nó còn nè anh em ha, nhưng mà nó bắt đầu nó mới hồi phục từ từ nè đó. Cái này không phải lá non nha, mà cái lá nó anh em để ý nè ha, thấy không, cái lá thì màu hơi trắng trắng vàng vàng, còn cái cọng lá gân thì xanh, gân lá xanh, là thằng này do nó thiếu cái sắt ha anh em ha, thiếu chất sắt thì nó thiếu vậy là nguyên nhân á, là do nó đất nó hết dinh dưỡng, thứ hai là nó dư nước nè ha, thứ ba là cái nó dính đất nó có mặn hoặc là phèn á thì nó sẽ bị cái trường hợp như vậy. Mà phần nhiều á là cây nó bị vậy là do nó đất nó bạc màu là chính anh em ha, nó hết chất dinh dưỡng á, với nó bị dính phèn nên là phải thay đất ha, thay đất lần đầu nó không hết thì anh em thay thêm lần thứ hai nữa ha, để 3 tháng sau anh em thay đất lần nữa, hoặc là 6 tháng ha, là thay đất lần nữa nó sẽ hết giống như cái này, nó sẽ còn lấm đốm nhưng mà từ từ nó sẽ hết ha. Còn nếu mà thay 2 lần đất rồi mà nó không hết á thì anh em như cái này anh em ha, thay cái này mình cũng thay một lượt đất với cây bên này mà nó không hết nè, anh em thấy không, nó trắng cả cây luôn, nó vàng cả cây luôn nè đó. Trường hợp vậy thì chúng ta mua sắt anh em ha, mua sắt về mình ra cái cửa hàng bảo vệ thực vật á, là nói cây em bị thiếu sắt, nó bị vàng lá đó, gân nổi gân xanh vàng lá thì họ sẽ bán cho mình cái đó, mình về mình xịt hoặc là mình pha nước mình tưới cả từ trên xuống dưới luôn anh em ha, tưới vài lần nó sẽ hết anh em ha, vài lần nó sẽ hết. Với điều kiện là anh em đã thay đất rồi ha, một lần hoặc hai lần thay đất rồi mà nó chưa hết mình mới bị nó bị nặng á, mình mới bổ sung chất sắt. Còn nếu mà mình thay đất lần hai lần hết như cái này thì không cần phải tưới đó anh em ha, không cần phải tưới. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là cây mai chú thủy á, khi anh em cắt tỉa như vậy nè, cắt tỉa như vậy xong rồi cái mình bình thường nó không sao, mình vẫn để mình nắng bình thường, mà sao mình cắt tỉa vậy xong xuôi cái đầu nó phải cháy loang lổ á, là có hai vấn đề anh em ha. Cái thứ nhất là cây chúng ta để trong mát nhiều ngày á, đem ra nó bị sốc nắng nó mới cháy loang lổ cái tinh lá, cái lỗ nè. Cái thứ hai nữa là khi cây chúng ta trước nay nó um tùm giống như vậy, giống như cái này, cái hôm nay mình tỉa ra nó thoáng ra thì những cái lá hôm trước nay nó không có tiếp xúc với nắng, hoặc là nó tiếp xúc với nắng nhẹ, hôm nay nó tiếp xúc trực tiếp với nắng luôn, cho nên nó chịu không nổi, nó cháy lòn lỗ anh em, nó sốc á, gọi là sốc nắng á, nó cháy lòn lỗ. Cái đó cũng bình thường anh em ha, cái đó bình thường thôi, bình thường. Nếu anh em kỹ á, là khi anh em cắt tỉa gọn vậy nè thì anh em nhử nắng nó từ từ thì không sao, còn mà anh em để mà nắng như qua phố gì luôn á thì nó sẽ bị cháy một số lỗ, một số lá vậy nè, nó tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng anh em ha, thì nó sẽ cháy lòn lỗ vậy. Cái đó là bình thường anh em ha, bình thường không sao. Cho nên có nhiều anh em gọi điện về hỏi mình sợ thấy nó cháy lon lỗ vậy sợ, đặc biệt là cái mấy cái lá non á, với những cái lá mà nó vừa gần già tới á, khi mình tỉa nó xong ra cái nó lòi ra vậy thì nó tiếp trực tiếp với nắng mặt trời, nó sẽ cháy lon lỗ vậy anh em ha, gọi là sốc nắng á. Mà như mấy cái này, như qua phố thì cắt tỉa xong vẫn để mà nắng 100% luôn, nó sẽ cháy một số lỗ, hoặc là một số lá nó chưa kịp già thì sẵn gặp nắng nó già luôn, nó sẽ vàng, nó sẽ rụng anh em ha, không sao, mấy trường hợp đó là bình thường, anh em chú ý ha. Nguyên cái vườn chỉ có hai cây euro thôi anh em ha, đang tạo tác. Cái dòng này nó xiên bông anh em ha, mà nó có gai, cái gai ở lá, gai lá, cho nên là nó dòng họ với thằng bùm sụm á, tạo kiến mình ấy. Nguyên vườn có hai cây đang tạo tác, nó ra bông miết nè. Cây này cũng xong núi trái, cây mini anh em ha, mini. Làm cũng xong hết rồi, nhưng mà anh em thấy cái dàn đế không? Đó. Vậy thì mình vô chậu, có nhiều anh em thích rễ quái á, thì nhìn nó đã anh em ha. Còn qua phố thì sẽ rút cộng, sẽ tháng sau sẽ rút nó, rồi phanh cái đồng lại. Đã chia sẻ rồi anh em ha, thì nhìn cái cây nó cứng cáp hơn, nó mạnh hơn ha, kiểu như vậy. Đó, xong hết rồi đó anh em. Cây xâm núi trái này cũng vậy anh em ha, xong hết rồi. Giờ cũng chờ rút cái rễ lại, tháng sau mình rút chung với cái đó luôn ha.
chứ để vậy trồng cũng được, nhưng có người thích, nhưng mà mình thì mình thích nó trồng đất quay đắp lên tới đây này nè, nhìn cây nó mạnh dạng hơn ha, nhìn nó đã. 86 được 4 cây anh em ha, được 4 cây. Đây cây với trên kệ đó cây. À, chỉ có hai cây này là rút gọn rễ rồi, chuẩn bị lên chậu thôi. Xong hết anh em ha. Hai cây này cũng simini nè. Cũng để sắp anh em ha, 86 nó khó sắp lắm, nhưng mà sắp được cây thì nhìn nó đã lắm nè. Cây này cũng vậy. Cũng simini luôn anh em ha. Gần xong hết rồi. Đó, tháng sau nó là xong hết á, lên chậu. Rồi, trong clip hôm nay thì anh em chú ý cái chỗ đó thôi ha, cái đặc biệt là cái lá mai chú thủy mình á, nó có màu vàng vàng á, gân xanh ha, gân lá thì màu xanh hoặc là màu trắng, nó không phải đột biến anh em ha, là do nó thiếu chất, đặc biệt là nó thiếu chất sắt á, do đất bạc màu ha, hoặc là do cái đất mình trồng á, hoặc là nước mình tưới nó có phèn đó, nó sẽ bị như vậy ha. À, thông thường là do đất bạc màu là chính anh em ha, dư nước nó cũng bị vậy nhưng mà ít hơn đất chất trồng á. Nếu bị vậy thì anh em thay chất trồng, thay một lần hai lần mà không hết á thì tới lần thứ ba thì mình phải mua cái chất sắt bổ sung cho nó anh em ha. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại.